ở cùng. Suy niệm lễ Giáng sinh năm 2022. Mỗi dịp Giáng sinh về, ta lại được nghe những bài hát thánh ca Giáng sinh với những cung nhạc du dương đầy cảm xúc về một ước mơ hòa bình cho nhân thế. Nhưng hình như cứ hết mùa Noel này tới mùa Noel khác, con người vẫn khao khát chờ mong hòa bình và vẫn thổn thức với tiếng nguyện cầu ai oán thưa lên với đấng cứu tinh: sao chậm mưa xuống ơn an bình cho nhân thế, như lời bài hát, bài thánh ca buồn cứ dồn dập vang lên. Lời nguyện cầu Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Chúa có nghe không? Sao cuộc đời vẫn còn đó những chia ly ngăn cách vì chiến tranh, vì hận thù? Và hôm nay vẫn còn đó những bạn trẻ bỏ quê hương, bản quán đến với phương trời xa lạ để kiếm ăn, và bòn nhặt từng đồng gửi về quê hương. Rồi nhìn ra thế giới với chiến tranh bom đạn vẫn xé tan màn đêm, đạn xé không trung đêm từng đêm vẫn nghe, từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Và chính trong hoang tàn chết chóc ấy, ta thấy chạnh lòng thương cho những mái đầu xanh vô tội. Lạy Chúa, con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính, con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến. Trẻ thơ yên tâm xách đèn, để mẹ hiền con hết ưu phiền. Đêm Noel, ta còn nghe đâu đó tiếng nguyện cầu của người ngoại đạo, dầu không cùng tôn giáo, nhưng cùng niềm tin có một đấng ở trên cao. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên trời. Trong lòng con giữa màu hoa trắng, cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi. Vâng, thưa anh chị em, lời nguyện cầu của nhân loại vang lên dường như không có một lời nào mà Thiên Chúa không nhìn đến, bởi vì Ngài đã từng nói: một sợi tóc trên đầu con rơi xuống, ta cũng đều biết. Ngài sẵn sàng cúi xuống cứu vớt những ai kêu cầu Ngài. Bình an của Chúa đã ban xuống cho nhân thế, nhưng bình an chỉ đến cho những người thiện tâm, như lời thiên sứ đã loan tin: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Muốn có bình an thì tâm mình phải thuộc về Chúa. Tâm con người cần được tháo cởi khỏi những giận hờn, ghen ghét, bất hòa, lừa lọc dối gian. Khi tâm ngay lành thì bình an của Chúa sẽ ngự trị trọn vẹn trong tâm hồn chúng ta. Tâm bất chính thì dù có bao mùa Noel qua đi thì lòng người vẫn ngổn ngang lo lắng trăm chiều. Đồng thời, những lời cầu xin của chúng ta có thực sự là xuất phát từ niềm tin mãnh liệt về một đấng Emmanuel đang ở cùng chúng ta hay không? Nếu đủ lòng tin thì điều ta xin sẽ trở thành hiện thực
như lời Chúa đã nói. Thầy bảo thật anh em, nếu có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Lòng tin mà Đức Giêsu đòi nơi các môn đệ là chính thái độ phó thác hoàn toàn, thái độ cho phép chính Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của Người. Tiếc thay, nhiều người hôm nay vẫn chưa đủ tin vào Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Trong biết bao lời cầu nguyện, họ vẫn xin Chúa ở cùng người này đang đi xa, Chúa ở cùng gia đình này đang vất vả, Chúa ở cùng con khi con đang khó khăn. Và hình như đại đa số chúng ta cũng chưa đủ xác tín điều này, nên tôi và quý vị đã rất nhiều lần cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa ở cùng con. Và mỗi lần như thế, Chúa lại buồn và nói: con đã quên mất lời ta đã nói. Và này, ta sẽ ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 20. Vì ta là đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Xin cho con đủ đức tin vào sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng chúng con, để niềm vui và bình an trong đêm Giáng sinh và mọi ngày trong đời con luôn vui tươi hạnh phúc vì có đấng Emmanuel ở cùng chúng con. Amen.